Xin chào anh chị. Bài học này là một bài học mà tôi nghĩ cũng rất là quan trọng. Vâng, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tính điểm hòa vốn, tính số đơn hàng mỗi ngày, tính thời gian hòa vốn cho cái việc mà chúng ta đầu tư một cái quán kinh doanh nhà hàng, một cái quán đồ uống, cụ thể là trà chanh, trà sữa, sinh tố, và xa hơn nữa là cả một chuỗi, một hệ thống, đúng không? Ai cũng thế, bao giờ mình cũng đi từ nhỏ đến lớn, chẳng ai mà mình đã nhiều tiền ngay được, đúng không? Thế thì bây giờ mình tính điểm hòa vốn là cái gì? Đầu tiên mình cần phải hiểu khái niệm điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn là cái số tiền mà tính bình quân trong một ngày mình bán được thì mình lời được bao nhiêu tiền đó, thì mình mới cáng đáng được cái chi phí tính theo ngày hoặc là tính theo tuần hoặc tính theo tháng mà mình bỏ ra, thì mình sẽ đạt điểm hòa vốn. Đó, nó sẽ có công thức, đúng không ạ? Nó có công thức. Thế thì bây giờ bắt đầu thì mình sẽ tính thế nào? Đầu tiên là mình tính tổng các loại chi phí cố định hàng tháng. Chi phí cố định là gì? Cố định tức là cái từ cố định đó đã nói lên cái ý nghĩa rồi, là nó là như vậy, nó không thay đổi hoặc là ít thay đổi, hoặc là mình có thể đoán trước được. Thí dụ như là chi phí cố định hàng tháng nó gồm cái gì? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền thuế, tiền lương nhân viên. Ví dụ như mình có 5 nhân viên, mỗi đứa mình giả là 5 triệu thì mất 25 triệu, hay là giả 3 triệu, 3 đứa là mất 9 triệu. Cái đấy là hoàn toàn mình tính được, thì người ta gọi là cố định. Và nó mình phải trả như vậy, đúng không ạ? Tiền khấu hao tài sản, ví dụ như là mình đầu tư 300 triệu, mình khấu hao 12 tháng. Thì mỗi một tháng mình sẽ lấy 300 triệu chia cho 12 tháng, thì nó rơi vào khoảng độ 20-25 triệu, ví dụ thế, đúng không ạ? Rồi tiền lãi suất vay nếu có, vân vân, thì mình cộng hết cái đấy các khoản lại nhá, lấy giấy bút ra hoặc là nốt trên điện thoại hoặc là viết trên máy tính cũng được, được chưa? Tôi nói lại này, chi phí cố định đúng không? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền lương nhân viên, tiền thuế, tiền luật lá nếu có, tiền khấu hao tài sản đấy, tiền vốn vay nếu có, vân vân, thì hàng tháng mình phải trả bao nhiêu? Cái đó gọi là chi phí cố định. Cộng vào nhá, thì chia 30 ngày, tính bình quân một tháng có 30 ngày ra, vì nó có 29, 30, 31 gì đó. Chia 30 ngày ra thì cái đấy sẽ là chi phí cố định hàng ngày. Được chưa ạ? Hoặc là mình chia tuần, hoặc là mình chia tháng. Tốt nhất là chia theo ngày để dễ hình dung. Thứ hai là mình sẽ phải tính các loại chi phí biến đổi. Giờ chi phí biến đổi tức là cái chi phí nó sẽ tăng lên hoặc giảm xuống, tăng lên hoặc giảm xuống. Nếu như cái quá trình kinh doanh này nó sẽ tốt lên hoặc là nó sẽ không tốt. Đấy là nó phụ thuộc vào số lượng khách hàng tham gia vào quán, đến quán, tiêu dùng. Cụ thể ở đây nó thường là gì? Đó là đầu tiên là tiền nguyên vật liệu. Ví dụ mình đông khách thì nguyên vật liệu nó phải nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, mình tốn nhiều đường, nhiều sữa, nhiều trà, nhiều bơ, nhiều bánh, thì cái đấy gọi là nguyên liệu đầu vào, được chưa ạ? Thứ hai là tiền lương nhân viên, có thể bởi vì vắng khách mình có tuyển có một nhân viên, nhưng đông khách mình phải tuyển đến 3, 5 nhân viên, đúng không? Tiền điện, tiền nước có thể cũng sẽ tăng lên một đôi chút, nhưng không đáng kể. Nếu như trong phần chi phí cố định mình để nó dư dư ra rồi thì mình không cần đưa nó vào đây là chi phí biến đổi. Đấy, đúng không ạ? Rồi thì những cái khoản khác nữa, nếu như mà khách hàng đến nó đông hơn, nhưng cơ bản là nó gồm cái khoản như tôi nói là khoản về nguyên liệu, chi phí biến đổi trong ngành F&B, đặc biệt là trong cái ngành trà chanh, trà sữa này, thì chúng ta chủ yếu là nguyên liệu đầu vào, đường, sữa, bơ, rồi thì hoa quả, một chút điện nước, một chút nhân viên là đủ. Cơ bản đấy gọi là chi phí biến đổi, còn hầu hết nó thuộc về chi phí cố định, được chưa ạ? Và chi phí biến đổi mình vẫn luôn luôn kiểm soát tỷ lệ phần trăm. Thí dụ như mình chỉ cho phép mức cái giá cốt thành phẩm cho một sản phẩm là chỉ chiếm vào là 20, 25, 30, 35, tối đa là 40% so với giá bill. Ví dụ trong một cái bài học trước tôi đã nói, hôm trước tôi có đi uống một cái quán trà, nó chính xác là một cái quán cà phê kiểu hiện đại trông đẹp. Thế tôi mới gọi một cái ly trà đi mát, đúng không ạ? Các anh chị biết không ạ? Họ lấy một cái gói trà đi mát ra, cho vào cái ly thủy tinh, bấm nước sôi, đổ vào xong. 30.000. Và
Thế thì các anh chị thấy một gói trà đấy tính ra đơn vị nó chỉ rơi vào khoảng 500 đồng đến 1.000 đồng trà Việt Nam luôn, không phải trà nhập khẩu đâu. Một chút nước sôi đun lên như vậy bạn chắc không quá 1.000 đồng, tôi chắc chắn không quá 1.000 đồng. Rửa cũng không cần phải rửa, tráng qua cái là xong. Bán 30.000 nhân 30 lần, cốt tính ra có 3 đến 4%. Hiểu ý tôi không? Thế nhưng mà có những thứ mình sẽ cốt phải cao lên một chút. Hay một ly cà phê sữa, tôi nói là cốt pha sẵn dạng can 2.500, bán 25.000 thì bao nhiêu ạ? 10 lần cốt có 10% thôi. Đấy, trà chanh này cốt rẻ lắm, cốt nói chung chỉ khoảng 20%. Hiểu chưa? Thế thì mình sẽ khống chế cái cốt chi phí biến đổi. Đấy, và tôi cho mức tối đa cho một món là 40%. Thì mình sẽ làm như vậy. Thế còn những cái thứ lặt vặt như bánh bao, đồ uống hay là snack hay là những cái đồ ăn vặt thì có thể cốt nó sẽ cao hơn một chút. Được chưa? Ok. Tiếp tục. Nội dung số 3 là tính điểm hòa vốn để làm gì, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải biết được rằng là mình sẽ bán bao nhiêu tiền một ngày hoặc một tuần hoặc một tháng, tùy đơn vị tính thời gian nhé. Tốt nhất tính một ngày cho tôi. Một ngày nhé, thống nhất là trong bài học là tôi sẽ đóng một ngày này. Thì mới đạt điểm hòa vốn thì có lãi là bao nhiêu phần trăm, đúng không ạ? Và có lãi một tháng là bao nhiêu tiền theo các kịch bản tốt, kịch bản trung bình và kịch bản xấu. À, tôi lấy thí dụ tiền nhà một tháng 100 triệu. Như vậy mỗi một ngày bạn sẽ mất 3,3 triệu tiền nhà. Tiền lương nhân viên tôi giả sử 5 bạn, mỗi bạn 5 triệu. Đây tôi đang làm phép tính giả sử cho bạn thôi. 25 triệu chia tiếp cho 30 ngày. Mỗi ngày bạn mất 800 ngàn tiền lương nhân viên. Tiền điện, tiền lương mỗi tháng bạn mất 5 triệu chia tiếp 30 ngày. Đúng không ạ? Mỗi ngày bạn mất cỡ khoảng 170. Đấy. Rồi, bạn cộng 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 vào mới lại bạn tính chi phí biến đổi thêm một chút nữa. Rồi. Thế thì bạn bắt đầu bạn mới chia cho 30 ngày thì đấy là cái số tiền mà nếu bạn không bán được một ly trà, một ly cà phê, một ly trà sữa nào thì cứ số tiền đấy nó nã vào mình, đúng không? Thế thì mình cộng vào đấy, ví dụ như 3 triệu tiền nhà, tiền lương với tiền lằng nhằng 1 triệu, 2 triệu thì ví dụ một tháng mình một một ngày mình mất 5 triệu. Đấy. Thế giả sử bây giờ cốt là 20% thì mình phải bán được 6 triệu thì mình sẽ còn lãi được 80%, 6848. Như vậy một ngày mình phải bán 6 triệu tiền hàng thì mình mới đạt điểm hòa vốn. Thế bắt đầu là từ cái triệu thứ bảy trở đi thì mình bắt đầu sinh lời. Bởi vì sao? Mình đã trả được hết chi phí rồi, mình bắt đầu mới sinh lời. Thì cái đấy gọi là tính điểm hòa vốn. Thế 6 triệu đấy chưa xong. 6 triệu đấy mình bắt đầu phải chia cho từng một cái đơn vị bill, một cái hóa đơn. Ví dụ một cái hóa đơn bill này nó rơi vào là 50.000. Tôi nói ví dụ như vậy, thế thì muốn bán được 6 triệu thì mình sẽ cần đến là 120 bill. Đấy. Thế nhưng mà mình mà điểm hòa vốn của mình chỉ 2 triệu mà 50.000 một bill thì mình chỉ cần có 40 bill. Đấy là lý do tại sao mà tôi bảo là chúng ta cần phải tính điểm hòa vốn để chúng ta biết được xem là bán bao nhiêu bill một ngày và cái khả năng cái dự án đầu tư này có khả thi hay không. Nếu áp lực một ngày của bạn phải 200 bill, mỗi bill 50 60 ngàn thì tôi nghĩ áp lực khá là cao. Khá là cao. Đấy. 200 bill thì tương ứng với 200 người ngồi, vậy thì một ngày bạn có mở cửa hàng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đúng không? À, 22 giờ đấy, từ 6 đến 22 giờ thì bạn trừ đi khoảng 18 tiếng. À, thế thì 18 tiếng, bây giờ bạn cần áp lực là 200 bill chẳng hạn. Thế bạn chia ra 18 tiếng, chia bình quân ra thì mỗi một tiếng bạn cần bao nhiêu bill? Liệu bạn có đáp ứng được không? À, mình trả lời cho hết những câu hỏi như thế nha. Rồi, điểm hòa vốn thấp là một lợi thế và yên tâm hơn khi chúng ta đầu tư. Điểm hòa vốn cao là một cái bất lợi thế. Tất nhiên là không phải là mình sẽ không đầu tư mà nó là bất lợi thế. Mình cần phải xem xét thận trọng, tính toán các kịch bản trước khi đầu tư hoặc trước khi góp vốn. Đấy. Được chưa ạ? Rồi, mình tính được giá bán lẻ, mình tính cái giá bán lẻ ra để mình tính lợi nhuận ròng ra, mình tính đơn vị gọi là hóa đơn bill bình quân là bao nhiêu, tôi cộng hết các khoản chi phí biến đổi vào
Đấy, cộng hết các khoản chi biến đổi chia theo ngày thì sẽ ra chi phí cố định của một ngày. Sau đó tính phần trăm lợi nhuận thì mình nhân ngược lên là mình sẽ ra được cái doanh số hòa vốn. Sau đó thì mình sẽ tính ra được. Thế thôi, rất đơn giản là ra được điểm hòa vốn, quy đổi được bill, quy đổi được khách hàng. Chia theo thời gian là một ngày là gồm có 8 tiếng, 10 tiếng, 18 tiếng gì đó tùy từng cái địa điểm kinh doanh. Thì mình sẽ biết được là một ngày mình có khả năng hòa vốn và lãi bao nhiêu. Nếu như một buổi tối mà quán cà phê của bạn có 100 người ngồi đấy và thanh toán khoảng tầm độ 50 bill hay là 30 bill, nhưng mỗi một bill nó dài dằng dặc như thế này và bạn kiếm được cỡ khoảng độ 5, 7 triệu, 10 triệu một tối thì tôi nghĩ là kinh doanh trà chanh chẳng có gì phải sợ cả. Đúng không ạ? Và nếu mà bạn bán được 10 triệu một tối thì doanh thu 300 triệu một tháng thì với giá cốt nó chỉ rơi vào khoảng cho bình quân đi là 20%. Đúng không? Thì mình đã lãi gộp là 300 triệu chia cho 20% này là 60 triệu, mình còn lãi 240 triệu là lãi gộp. Mình trừ tiếp đi chi phí cố định hàng tháng rơi vào cỡ khoảng độ 100 triệu đi, đúng không ạ? Thế thì mình vẫn còn 140 triệu, hay là mình trừ đi 150 triệu chi phí cố định thì mình vẫn còn lại 100 triệu. Bởi vì cái cốt của nó rất là thấp. Cốt bình quân của ngành trà chanh này nó chỉ rơi vào khoảng 25 đến 30% là cực kỳ tốt rồi đấy. Còn nếu mình làm khéo, làm cẩn thận hơn, làm chặt tay hơn thì nó chỉ rơi vào 20 25% thôi. Nha. Thì tất nhiên là nó cũng phải lên xuống du di và phụ thuộc hoàn toàn vào quan điểm của kinh doanh của bạn. Nếu cốt thấp thì đồ uống có thể nó sẽ không ngon. Hoặc là bạn mua nhiều, mua lớn thì cái giá của bạn nó sẽ được rẻ. Hoặc là bạn tự pha chế, tự nấu nướng ra được thì nó cũng rất là rẻ. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Và hy vọng các anh chị và các bạn hiểu cách tính và tính được cho tôi. Nhớ viết ra nhé. Và sau đó thì cân nhắc cho nó kỹ vào. Xin chào và xin hẹn gặp lại các anh chị, các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin chúc cho các anh chị có dự án kinh doanh thành công và kiếm được nhiều tiền.